Hello, xin chào tất cả các bạn, lại là mình Wietv đây. Và hôm nay mình sẽ lại tiếp tục chuyên mục decor nhà. Và tôi sẽ decor một căn nhà nằm ở trên cao một xíu. Xung quanh sẽ bao phủ là những cái cây giống như một cái rừng vậy á. Thì bây giờ mời mọi người cùng xem với tôi nha. Và bây giờ thì mình sẽ đi ra chính giữa và trải cái số thảm này theo đúng cái số lượng như trong clip nha. Mọi người đếm giùm tôi cái phần này gọi làm cho chính xác nha. Hoặc là muốn bự hơn nhỏ hơn tùy mọi người nha. Và bây giờ thì hô biến bơm tay rồi nè. Và để cho nó thiên nhiên một xíu thì tôi sẽ sử dụng cái nồi thớt đa số là bằng gỗ nha. Cái khúc này là tôi lùi xếp mấy cái gạch kia lên á, như vậy thì nó sẽ hơi bị lâu nên là tôi lấy một cái hồ cá đó với lại bốn cái tấm thảm tròn bự chà bá đó lót lên, xong rồi mình sẽ có được một cái tấm thảm ở trên này luôn nha.
Vì là bên trong ngôi nhà, cái không gian thì rất là nhỏ và hẹp, nên là tôi sẽ cố gắng tận dụng hết mức có thể để có được một căn nhà đầy đủ tiện nghi nha. Ở đây thì còn có bếp nữa nè. Cái bếp thì tôi cũng tận dụng để làm một cái vách ngăn luôn. Ở trên đó thì tôi cũng để mấy cái vách lưới gỗ lên trên đó, để nhìn cho nó có một cái cửa sổ, nhìn cái căn phòng nó không bị quá là ngột ngạt ha. Còn cái kệ này thì mọi người cứ đặt đồ theo sở thích của mình là được nha. Cái này nè, tôi có gì thì tôi để đó đó. Còn bây giờ tiếp theo thì mình sẽ làm một cái chỗ gọi là chỗ ngủ, cũng như là một cái bàn để làm việc hoặc là học tập nha. Tôi sẽ tận dụng cái tủ sách này để vừa làm cái bàn học, vừa làm cái kệ để đựng sách luôn. Thank you.
Và do là cái phòng ở trên nó bé quá, nên là nó chưa có đủ tiện nghi cho lắm, nên là tôi quyết định xây thêm một cái ngôi nhà baby ở dưới nữa. Thì ở đây mình sẽ làm cái nhà vệ sinh cũng như là cả chỗ để đựng tủ quần áo ha. Tận dụng luôn cái việc là cái hàng rào gỗ này nè, nó vẫn còn được lưu trong thiết kế á, nên là tôi sẽ dùng nó để đặt đồ lên trên luôn nha. Và mọi người thấy decor hôm nay thế nào nè? Do là cái clip nó chiêu quá nên là tôi không có lòng tiếng, tôi sẽ để cho mọi người xem một cách chiêu nhất có thể luôn. Và bây giờ thì hãy cho tôi một like và một comment nha.
Cảm ơn mọi người đã xem. Hẹn gặp mọi người ở clip sau. Bye bye. Love you. And quên một subscribe nữa chưa.